Đến với chương trình Nhanh Nhất Chơi. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và đêm nay là đêm bán kết thứ hai, dạ, tức là đêm bán kết cuối cùng. Chúng ta sẽ tìm một đội chiến thắng để cùng bước vào đêm chung kết, cùng gặp đội của Tấn Trường. Đêm nay cũng có hai đội rất là mạnh, chúng ta sẽ tìm ra đội mạnh hơn để bước vào đêm chung kết. Và xin nhắc lại một lần nữa, giải thưởng ở vòng đặc biệt đêm chung kết là nửa tỷ đồng, thưa quý vị. Nghe nửa tỷ nghe nó to, to quá anh ơi. Rất là to, cho nên mong các bạn, những nghệ sĩ, những người chơi cố gắng tập trung để mang về chiến thắng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón những nghệ sĩ nào? Đội A sẽ là Thanh Bân, Diên Tuất Kiệt và Kuka. Xin mời. Trời đất ơi, đứng sát sát vô đây nè. Dạ. Dạ. Chưa gì hết là thấy một cái sự đồng điệu về trang phục rồi, là thấy là bắt đầu là có một cái sự gắn kết quá tuyệt vời. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh nhỉ. Xin giới thiệu với anh chị, team của chúng em tên là Hắc Bạch Vô Thường. Đúng rồi. Lấy cái tên rất là hay ha. Cuộc dạ. sống vô thường lắm. Cuộc dạ. sống vô thường lắm. Dạ. Ủa gì vậy? Ôi vô thường đây là kiểu là sao, kiểu hay ho hả? Dạ. Kiểu mà không, người ta không đoán được mình đó, mình vô thường á. À. Chứ không phải là đó. Cái đó là vô phương cứu chữa nha, chứ không phải là vô thường. Dạ, thường thì có thể là người ta nói về cuộc sống, về tình cảm gì đó, nhưng mà riêng em đôi khi nó cũng là kiến thức, nó vô thường lắm. Dạ. Biết cũng không. Rồi cuộc sống tình cảm mình đang ở giai đoạn nào như thế nào? Ủa sao cười dữ vậy Jin? Rồi mắc dạ. cười vỡ thôi. Cuộc dạ. sống tình cảm mình ra ở giai đoạn nào? Dạ em ổn. Dạ. À, mọi cảm thứ vẫn đăng. Tốt đẹp và dạ, công việc đẹp. Vẫn đều đặn. Dạ. Thì cuộc sống mà cứ sống dạ. làm việc đều đặn là ok rồi. Dạ. Ba gương mặt bằng ngày hôm nay phải nói là rất là rạng rỡ luôn ha. Dạ. Rất là rạng rỡ anh, rất là tỏa sáng. Thì ai cũng có cái mặt nó sáng sắc có hào quang á. Nhưng mà tụi em đang lo quá, tại vì vòng này vòng bán kết rồi, cái câu hỏi sẽ rất là khó và đối thủ cũng rất là mạnh. Thì dĩ nhiên nó sẽ khó chứ. Sẽ khó chứ. Nhưng mà không sao, mình có chiến thuật mà. Chiến thuật dạ, là rồi. Gì? Đầu xuôi đuôi lọt, nó cứ chơi vậy thôi, chơi như cũ thôi, chơi hết mình, chơi là chơi. Nghĩa chơi là người rồi. Đầu mà thắng là người biết sao sẽ thắng. À dạ. Vậy thì cái dạ. vòng đầu tiên ai sẽ là người chơi? Dạ, dạ. Luôn luôn là em. Luôn dạ. luôn là em. Chiến thuật. Chiến thuật. Nhưng mà không sao, khó mình khó ta, dễ người dễ ta. Dạ. Mình cảm thấy khó thì đội kế bên cũng cảm thấy khó thôi. Dạ. À lý do gì hôm nay đội mình mặc đồ đồng điệu như vậy? Dạ. Lý do là tại vì cách đây một tháng, khi mà đội được vô trong vòng này thì người em Khánh Vân chu đáo, kỹ lưỡng, yêu thương người chị và nhắn tin cho chị ơi, em đặt mai đồ cho chị em mình luôn nha, để mình mặc bán kết cho nó đẹp. Trời. Lúc đó ông cảm thấy rất là vui và hào hứng luôn. Ok, em sẽ một bộ màu đen, chị một bộ màu trắng nha, em gửi hình vô qua đàng hoàng nha, đồ kiểu kiểu như vậy cho chị, đẹp lắm công chúa các kiểu. Xong tới cách đây 2 ngày gửi đồ qua, mai đồ bị chật. Ây. Dạ, chật mặt không vừa luôn, cái nách thì rộng ra, cái lưng thì bóp vô không được. Xong cái lúc đó quýnh quán lên, tới ngày cuối rồi mình đã chuẩn bị đồ hết rồi mà sao tới ngày cuối mà quay rồi mà không có đồ mặc, giờ không biết sao hết. Dạ là 3 bộ đồ này là do Buka stylist luôn á. Buka là người đi mượn đồ luôn, là kiểu dạ. Em có lời nào muốn nói không chứ chị bực em lắm á. Dạ em xin lỗi chị, là lợi dụng khúc này để mình giải tỏa đúng, đúng không rồi. Tại vì gần tới ngày quay rồi mà không có đồ mặc á. Em rất là xin lỗi chị anh Jin. Dạ em không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Mặc dù thiệt anh là em đã chuẩn bị rất là kỹ, mà 1 tháng trước luôn, lúc đó chị Buka còn nói là em ơi lúc đó là sớm quá không em. Em nói là dạ không đâu, em nghĩ là chuẩn bị kịp đó. Nhưng mà chị nghĩ là chị rút lại cái câu hỏi hôm bữa nha, mai mốt em chuẩn bị trước 1 năm giùm chị. Thôi giờ chị có cách chuộc lỗi nè, lên hết 10 câu lấy 20 triệu cho đội. Đúng rồi. Đó. Hy vọng là
cái vấn đề quần áo nó không ảnh hưởng tới kiến thức của mình ha. Dạ. Thôi vào vị trí đi. Vào vị trí đi, để ta đeo ré mình nữa giờ. Kính thưa quý vị, đội B sẽ là Yến Trang, Thái Trinh và Lan Hương. Xin mời. Rồi, như vậy là chúng ta đã xuất sắc chiến thắng được cái đội kia và ngày hôm nay vào đây để gặp đội Khánh Vân, Buka và Kim Tú Kiệt. Đó cũng là một đội mạnh và mình cũng có những cái lợi thế của mình, không có gì phải ngại cả. Dạ, tụi em vẫn chơi bằng cái tinh thần như chơi từ đầu tới giờ thôi à. Đó đâu gọi là chơi đại. Đó đâu gọi là chơi đại. Chơi đại? Sao lại nói chơi đại à? Chơi đại, người ta nhiều khi người ta có chiến thuật chứ. Sao nói to vậy? Vậy hả? Dạ, cũng có cách, nhưng mà cách thì mình bàn xong rồi, giờ đâu cần phải lôi ra bàn nữa đâu anh. Mình sẽ đánh giá như thế nào về ba nhân vật bên kia? Đây, ví dụ Anh Hùng Hào Kiệt, Dinh Đức Kiệt, Mỹ Nhân Khánh Vân. Đó, Tiểu Thư Đại Cát Đồng Tháp, Hiệp Đức Hòa Định Hòa. Đức Hòa Định Hòa. Trang có cái kế hoạch gì không? Dạ có, nhưng mà em không nói đâu. Là mình im luôn tới khi nào mình thua về luôn á hả? Dạ. Vào vị trí B đi ạ. Cái luật chơi thì ai cũng biết rồi, nó vẫn như cũ thôi, lên liên tiếp càng nhiều càng tốt. Một cá nhân trúng 20 triệu khi lên tới vị trí số 10, và đặc biệt là nghệ sĩ thì mình phải có hiểu một điều là lòng tự trọng. Đúng vậy, không nhắc nhở nhau, rồi không có dancer, rồi không có các không kiểu... nhắc không có kiểu như là người ta liệt kê ra đáp án thôi mà vỗ tay không được luôn. Đúng rồi, chỉ cần một người nhắc cho đồng đội ở phía trên, dù họ không nhìn xuống dưới thì kết quả vẫn bị hủy. Đó, xuống tuyệt đó không nhắc nha. Khó, tại mình bán kết rồi, mình phải đương nhiên hiểu một điều, có thể mình không thắng người ta hoặc là không thắng vào đặc biệt, nhưng vô chung kết dù là đội thua cũng mang về nhiều tiền thưởng. Bao nhiêu anh? Nhiều lắm. Dạ, ok. Đúng chưa? Chứ chị không hỏi thêm luôn hả? Tại vì đã như vậy rồi mà anh không trả lời cái con số chính xác, có nghĩa là anh cũng chưa biết. À, hay quá trời. Tính ra là làm cho hiểu với nhau á. Hiểu chứ, trời. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Đó. Cặp đầu tiên sẽ là Buka và Thái Trinh. Thái Trinh, hợp quá. Ai sẽ là người lên trước và ai em mới hồi hộp này. Ai lên trước lên sau à? Mình tự chọn. Em quyết định đi. Sao cũng được. Sushi ha. One, two, three. Một, hai, ba. Thắng quyết định. Em muốn sao? Ô, hay. Ủa vậy cái sushi đó nó vô nghĩa vậy? Cái quả sushi vừa rồi là vô nghĩa em hả? Thấy bé bệnh nặng hơn em cho nên là em ưu ái hơn. Ra ngoài mất công nó thay đổi không dạ, khí. Dạ đúng rồi, em thì bệnh hơi nhẹ hơn cho nên em quyết định đi. Bên đây mình chơi như chơi chết chứ không phải đi tái khám nha. Mọi người. Nhưng mà tại vì đang thời tiết đang trở trời cho nên ai cũng bị cảm hết. Chị quyết định đi, em muốn chơi trước sau gì cũng được hết. Dạ, chị quyết đi chị. Anh quyết nha, lên. Thái Trinh lại một lần nữa đại diện cho đội của mình để đi những bước đi đầu tiên. Chúng ta chờ xem Thái Trinh sẽ vượt qua 2 phút cùng với Nhanh Chấp như thế nào. Vỗ tay cho Thái Trinh. Đây là một câu đố chữ. Xào gì không dùng lửa? Xào... xào sáo. Xào sáo, lên. Đây là câu đố chữ. Kiến sợ loài chim nào nhất? Con kiến nó sợ loài chim nào nhất nè? Rất đơn giản. Chim cỏ kiến. Lên. Quá dễ, hai câu đầu quá dễ. Câu thứ ba. Câu thứ ba. Hơi mệt tí nhưng không sao, cũng dễ luôn. Con vật nào thích làm thơ? Lại là đố chữ luôn. Con người thích làm thơ. Con vật, đang đố con vật nha, con vật. Bây giờ mình bắt đầu phân tích nè. Thơ có nhiều loại thơ gì? Dạ, con cóc thích làm thơ. Lên. Đúng không? Đó. Mình chịu phân tích là nó ra à. Hợp lý. Không có gì khó cả. Đây là câu đố chữ. Khánh Vân thấy ngán những câu hỏi nhanh như chớp vì phải suy nghĩ quá nhiều thì gọi là gì? Khánh Vân thấy ngán thì dĩ nhiên chữ đầu nó phải là chữ vấn từ. Khánh Vân thấy gì? Khánh Vân thấy ngán, tháng ngáy, tháng ngán thấy
đi sai hướng rồi. Dạ khoan, nản, chán nản. Không chính xác. Ai biết à? Mình thấy ngán. Ngán ngẩm à? Bán ngẩm chính xác. Ngán ngẩm hả? À? Đúng rồi. Ngộ vậy. Ngẩm là nghĩ đó. À dạ. Khách Vân thấy ngán những câu hỏi nhanh đi chớp vì phải nghĩ quá nhiều. Đây là ngán, ngẩm. Theo lời bài hát Waiting For You của Mono, Đơn Phương nhớ thế này. Ủa này dễ vậy? Đơn theo Phương... lời bài hát Đơn Phương nhớ thế này. Biết bài này không? Dạ biết, nhưng mà em chỉ biết cái vụ điệu nhảy thôi chứ em có để lời. Nhớ người yêu cũ. Ú òa à, biết không? Dạ nhớ yêu cũ. Nhớ không, người yêu cũ. Xác. Ai biết ạ? À? Em không thuộc lời lắm. Hai. Hỏi các bạn có biết không? Đơn Phương chơi đến một nàng thơ chính xác. Cũng trong lời bài hát trên, ca sĩ Mono đã say mê điều gì ở cô gái? Say mê nhan sắc. Không chính xác. Vì say mê là ánh mắt. Say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi. Đó, cái câu đó là như vậy. Đây là câu đối chữ. Bông hay giỡn thì gọi là gì? Bông hay giỡn hả? Quá gì? Bông đùa. Lên. Hoa gì càng tưới càng héo? Hoa héo là hoa. Đây là một câu đố, không phải là về loài hoa nha. Nhưng mà nó là hoa. Hoa mắt, hoa, hoa tay, hoa... hoa hậu. Hoa hậu đây, đây. Hoa... hoa héo đi ạ? À? Hoa héo không chính xác. Hoa tay, bởi vì khi chúng ta làm việc quá nhiều trong nước thì cái tay nó sẽ bị nhăn nheo lại. Nó nhăn nheo lại như người lớn tuổi vậy đó. Ồ, tính ra là kể ra luôn rồi á. Như vậy là Thái Trinh đã cố gắng rồi chứ không phải là không. Rất cố gắng và mang về ba đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Tiếc là hai cái bài hát không biết, hai cái câu là bài hát không biết. Ủa dạ. Biết là ngon rồi. Chúng ta chờ đón sự trở lại của Buka. Cái gì vậy? Dạ, đi sao á. Sao á? Dạ, phải biết vậy, nãy lên trước được rồi, phòng chờ sao á. Thái Trinh mang về ba đáp án liên tiếp chính xác. Việc của mình là mang về 4 thì chiến thắng. Xin mời. Khó lắm hả? Dạ không, khó đâu. Harry thấy là Puka là giống như là gì ta? Thần đồng. Thần đồng. Ủa nhanh nhìn xem. Học chơi nhiều có kinh nghiệm. Và thật ra thì có nhiều cái bộ câu hỏi vừa rồi á, nó liên quan tới em lắm. Theo kinh nghiệm của chị thì thấy như vậy. Dạ. Yeah. Còn em trả lời được hay không thì cái là chuyện của em. Ủa? Thế chị nói què vốn quá chị ơi. Tức chị quá đi. Què vốn ghê, nó trước nó sau cũng vậy. Mấy người có tuổi muốn làm gì làm. Thôi thiệt chứ, dù ai cũng có tuổi hết rồi. Hồi nãy kêu Buka là thần đồng là cũng sai luôn á. Thật dạ. Ra mạch của mạch người của Việt Nam người ta chỉ dùng thần đồng cho những đứa nít trẻ tuổi thôi. Đây con nít mà anh. Wow. Mới có 12 tuổi thôi hả? Chứ Khả Như nữa. Kính thưa quý vị, Buka đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Xào gì không dùng lửa? Xào gì? Xào xà. Chính xác. Rồi, lại là đố chữ. Kiến sợ lời chim nào nhất? Kiến sợ lời con kiến. Con kiến sợ con chim gì? Con kiến sợ con chim gõ kiến. Chính xác. Con vật nào thích làm thơ? Thơ có nhiều loại thơ, có cảm thơ nữa. Thơ con cóc. Chính xác. Mấy là bằng rồi con. Dễ mà, con này dễ mà. Con này dễ nhưng mà không suy nghĩ ra nhanh được. Khánh Vân thấy ngán những câu hỏi nhanh như chớp vì phải suy nghĩ quá nhiều gọi là gì? Thì gọi là gì? Thì gọi là ngán ngẩm. Chính xác. Hay quá. Trời hồi hộp theo luôn. Trời ơi, hay thiệt á. Ca ơi, cho chị hỏi là dạo này em hay nghe bài hát của ai? Dạ em nghe nhiều lắm. Nhiều lắm. Mới hồi sáng này em nghe bài của Tân Phúc với lại Nguyễn Đình Vũ với lại You Know Big Boy đúng không? Dạ. Chị sắp đố bài hát hả? Đố. Tủ của chị đó. Đó là chút tủ của em. Trời. Âm nhạc rồi đó, kiến thức âm nhạc á. Buka MP3 mà. Buka MP3 mà. Ok. Theo lời bài hát Waiting For You ca sĩ Mono, Đơn Phương nhớ đến ai? Sĩ tư vấn vương. Sĩ tư vấn vương ngồi mộng mơ. Đơn Phương nhớ đến một nàng thơ. Đã. Chính xác. Khó gì quá. Trời ơi. Đừng hiểu biết cái gì trời. Buka MP3
em mới ba thiệt luôn ấy. Trời ơi. Thôi bớt chảnh, bớt chảnh. Khi biết là u à. Em đến sau một cái gì? Vì cái gì? Như cái gì? Cái gì? Cái gì? Là u à. À, mình chỉ là người đến sau. Trời ơi. Hay ta hay hát kỳ vậy. Nhưng mà tại vì cái giai điệu đó nó là khó hát á. À. Ví dụ mấy cái giai điệu bình thường thì dễ hát, cái giai điệu nó ba chị hát giai điệu nào bình thường thử coi. Ngoài kia ấy, một cô gái như em cũng cần được yêu, cần tình yêu, cần một chút nương chiều. Ở đây đọc tiếp đi cưng. Dạ em sẽ được đọc tiếp. Cũng là trong bài hát trên, ca sĩ Mono đã say mê điều gì ở cô gái? Say mê điều gì? Vì đam mê giàu sang kêu bán đi hơi. Phải cái gì vì say mê? Vì say mê. Vì say mê anh. Vì say mê anh. Từ từ nha. Cái này waiting for me nha, for me nha. Chờ em tí. Hát kiểu trùng khúc say mê là được rồi. Chế thêm chi vậy? Người ta hỏi cái say gì trả lời cái đó. Ánh mắt. Chính xác. Quấn quán quá. Hỏi mấy cái bài hát mà hát không được là buồn lắm. Tại vì em kiểu mà em nghĩ em hát hay á. Cái gì? Ok. Đố chữ. Bông hay giỡn gọi là gì? Bông hả? Bông đùa. Chính xác. Dễ vậy. Ê, cố lên chị ơi. Ba câu nữa thôi. Ba câu nữa chị ơi. Hoa gì càng tưới càng héo? Hoa gì càng tưới càng héo? Gọi là đố mẹo đó. Hoa gì càng tưới càng héo? Hoa tàn. Hoa. Hoa tay. Chính xác. Ta đi. Người ta đang liệt kê mà chính xác cái gì? Ủa? Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Hồi nãy em cũng liệt kê mà em không được la chữ chính xác. Tại vì anh hiểu là người ta đang liệt kê mà chính xác cái gì. Em cảm ơn. Em bị liệu á thiệt á. Em không biết sao có mỗi lần gặp Puka là em bị liệu hoài á. Trời ơi là trời, người ta mới liệt kê. Em hoa yêu trời, chị. Hoa tay chính xác. Ơi là trời. Cho có đáp án đúng rồi. Là đúng rồi. Chị không có nhìn em nữa đâu, chị mệt quá. Chị... Rồi, trong nghề gì càng sai càng giàu? Dạ. Trong nghề gì càng sai càng giàu? Nghề sai gì? Hay sai hay là say? Sai. Sai á, ép á. Càng sai càng giàu. Ủa hết giờ hả? Hết giờ rồi. Ui. Trời, còn hai câu nữa. Thôi 8 câu là quá giỏi rồi. Rồi, tại tốn mấy cái câu bài hát nó ham hát gì không biết nữa. Bán là nghề nông. Sai nghề trái gì? Nghề à, sai trái hả? Là trái nhiều đúng, đúng không? Bội thu tiểu cành đó. Dạ. Kính thưa quý vị, Puka đã đúng đáp án liên tiếp 8 câu. Trời ơi, ghê rợn. Cảm ơn chị. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của MC Harry Won thì Puka đã lên vị trí số 8. Và không hiện tại đội mình dẫn trước 1-0. Yeah. Ba tổ chức hiện đang điều phái một MC mới để lên hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà lên tới số 6 cũng được rồi. Được, không thật rồi, nên em đã tự lên tới số 7 là đã thắng số rồi. Rồi. Nếu như vị trí số 6 thì dừng lại. Mà vị trí số 8, số 9, số 10 là câu hỏi dễ. Thì vị trí số 7 đó là do em. Thì do em, nếu như là đã lãnh được 20 triệu. Còn nếu mà chưa lãnh được thì em không phải do em. Đúng rồi. Ok. Chưa có kết quả. Sợ chưa kiếm sợ. Chưa chén cơm của mình mà. Hồi xưa người Việt Nam có câu là Quảng Nam hay cãi. Bây giờ mới biết là Seoul hay cãi. Lượt thứ hai quan trọng, đừng để thua một lần nữa thì bị dẫn trước hay không. Rất là khó. Lượt thứ hai sẽ là đây, em đây, em Xuân Phong. Xin Xuân Kiệt. Và Yến Trang. Bây giờ đó, lựa chọn đi, ai lên trước lên sau. Các anh chị tự quyết định đi. Chơi trước đi, đi ra phòng chờ xa lắm. À vậy hả, vậy sao không được, chơi trước cũng được. Đồng ý hay không được chứ? Dạ không. Ủa? Đó, đối thủ đó. Vậy thì quyết định bằng việc, quán tôi xì. Em ra cái gì? Rồi em ra kéo. Mình ra gì? Em ra cái búa. 3, 2, 1. Em thiệt lòng mà. Thiệt lắm, em thiệt mà. À trời ngồi đất, sao thấy phụ nữ là bắt đầu đơn giản mọi thứ vậy? Thì anh cũng vậy mà. Anh cũng vậy mà. Vậy bà. Thôi lại đi. Đi ra ngoài kia. Chết rồi. Yến Trang cũng đã rất nhiều lần ngồi trên ghế này rồi và có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta một lần nữa dành cho Yến Trang 2 phút đến với Nhanh Như
chớp. Vì sao Trường Giang gọi Nhã Phương là London? Dễ quá dễ luôn á mọi người. Lan Hương biết không? Ừ, biết. À, biết nè. Trinh biết rồi kìa. Đội bên kia thì biết rồi. London là của anh. Lên. Con cá gì nghe tên đã thấy vui? Cá gì nghe tên đã thấy vui? Cá hề. Lên. Đây một câu đối chữ. Con cá gì hay kêu rất to? Cá gì hay kêu rất to? Ai biết không ạ? Dạ biết. Tôi biết. Ủa sao An biết vậy? Khán giả biết giơ tay ạ. Cũng nhiều người biết. Cá mỏ quạ. Cá mỏ. Không chính xác. Ai biết ạ? Cá heo, cá voi. Cá hú. Cá heo nó cũng heo kêu to lắm anh. Đố chữ. Đố chữ. Chúng ta đang đố chữ. Con cá gì sinh ra đã không động đậy? Cá gì sinh ra đã không động đậy? À, cá đuối. Hả? Trả lời chắc chắn chưa? Cá đuối. Không chính xác. Khi một người không thể nhúc nhích gọi là bị gì? Liệt. Cá liệt. Cá nó ngon lắm. Cá đó nó cỡ này nè, nó bầu. Cá liệt rất là ngon. Nấu chua ngon lắm. Ngon lắm, cá liệt ngon lắm. Cậu biết hả? Biết. Kể tên ba loại cá có chứa một động từ trong cái tên của nó. Ủa sao hỏi cá không vậy? Ừ, là anh thích ăn cá. Mình biết những cá gì dưới biển chứ sao kể ra chơi. Cá nục, cá kình. Rồi. Cá ngừ. Cá ngừ ở dưới biển, rồi gì nữa, cá gì nữa? À, cá cơm, cá bóng. Cá hú. Cá hú. Một. Và cá hú, cá cha, cá lóc. Lên. Wow. Rồi, ok. Chữ cha trong cá tra nếu đứng một mình á là đồng nghĩa với chữ gieo. Gieo rồi gieo mầm, gieo hạt. Trong MV Sit Down của Blackpink, thành viên nào là người lái xe ô tô chở ba thành viên còn lại? Có xem MV này không? Coi thoáng thoáng. Sit Down của Blackpink hiện tại là 150+ triệu view. Hình như là có lái xe ô tô nhưng mà không có, bốn thành viên không có đi chung trong một cái xe hay sao á? Hay sao không biết, trả lời đi ạ. Lisa. Chính xác. Nói đại đúng không? Nói đại đó. Cứ chiều chiều Jin Tuấn Kiệt chở Buka đi chơi thì gọi là gì? Đố chữ. Sao tự nhiên chở em vậy? Chứ lẽ chở anh. Cái này mà nếu tôi trả lời là hay lắm á. Nếu chiều chiều Jin Tuấn Kiệt chở Buka đi chơi gọi là lén lút. Là chiều chuộng. Chiều chuộng. Lên. Quá. Câu này mà nếu trả lời được tôi phải kêu bằng cụ và mời cái dòng họ vô follow. Vậy? Áp lực quá. Nhìn mặt An hơi méo, hỏi tuổi âm lịch của An là tuổi gì? Đố chữ nha, phân tích chữ 2-3 ngoắn ngoéo mới ra được. Tuổi âm lịch của An là tuổi mèo. Vì sao? Vì con mèo nó kêu méo méo. Trời ơi trời, phân tích vậy được luôn hả? Không chính xác. Mèo kêu méo méo. Cũng được. Rồi, bởi được nghe lời hát của con mèo nó kêu méo méo. Nhìn mặt An hơi méo. Heo mới. Heo mới là con heo là kỷ hợi. Là hợi. Tân hợi. Chính xác. Dạ. Khó nha, cái này khó. Đứng ở dưới có thể mình được. Đúng rồi, đứng ở dưới đây thì bình tĩnh cho nên nó rối lắm. Cái tuổi mèo lắm phải nha, không có méo méo ở đây. Thông cảm giùm chương trình nha. Có bao nhiêu loài vật trong bức tranh đám cưới chuột? Dạ có 12 loài. 12 không chính xác. 5 loài thôi. Khó vậy. Chuột, mèo, chim, cá, ngựa. Điền vào chỗ trống trong câu sau. Chấm chấm tự đắc. Tự đắc. Hết giờ. Đáp án là dương dương tự đắc. Có nghĩa là nói về những người mà nghĩ mình là tài giỏi, không coi ai ra gì đó. Yến Trang xuất sắc mang về 3 đáp án liên tiếp. Chúc mừng. Rồi xuống nào. Khó. Khó chứ không phải dễ đâu. Chúng ta mời Lê Tú Kiệt bước lên sân khấu của chương trình nhanh như chớp. Ổn không anh? 3 đáp án liên tiếp chính xác. Câu hỏi bộ đề này khó. Có chuyên về thể thao được không anh? Không có hề thể thao đây luôn. Xui. Về con vật, về Discovery. Mấy câu đầu là dễ nhưng mà cứ có 4 năm trở đi là khó, cho nên mấy câu đầu phải tập trung. Lên, gặp chị Harry Won. Chị đọc sao cho nó dễ nha chị. Ờ, chị lúc nào cũng đọc dễ nhất có thể. Dạ. Mà người nghe không biết. Ôi, chị. Đúng rồi, chị không biết.
Phải cố lên nào. Dạ. Kính thưa quý vị, Jin Tuấn Kiệt đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Vì sao Trường Giang gọi Nhã Phương là London? Đố câu thả thính. Vì London là thủ đô bên thành phố bên Anh, thì là London của Anh, thì là Nhã Phương là London, tức là Nhã Phương của Anh là đó, đúng không? Là thật sự thả thính vô đi gặp gái mà thả thính dài dòng kiểu đó là đi về với em. Rồi, thả thính kiểu đó không biết khi nào mới có bồ. Không phải thả thính dài dòng ở vậy. Ngoài á không có ngồi trên ghế này em thả được, ngồi trên ghế này nó rung quá. Dạ. Dễ thương, dễ thương. Trả lời này rất dễ thương. Chuyện này chắc còn lâu mới có bồ ha. Cá gì nghe tên đã thấy vui? À, Nemo đó, cá hề. Chính xác. Đố chữ. Cá gì hay kêu rất to? Cá hú. Sang. Em bằng người ta rồi. Bằng chưa? Bằng rồi. Thêm cái nữa đi nè. Câu này khó nè. Cá gì sinh ra đã không động đậy? Không động đậy. Đúng. Là nó không có nhúc nhích. Đúng. Im cá. Im không có phải, không phải nằm im. Cá. Cá liệt. Chính xác. Ủa sao biết vậy? Không động đậy là bị liệt. Mà biết cá liệt không? Không. Ủa không biết mà sao biết? Thì, sao? Thì nói đại trúng đâu. Trúng liệt sao? Tại thấy không nằm im mà chỉ có bị liệt cái chết rồi nên mới cái đó thôi. Ok. Kể tên ba loại cá có chứa một động từ. Động từ nó có động từ. Nãy nè cá hú nè, là hú là hành động. Cá chép ghi là cá ghi chép. Tính không? Được. Được. Ráng lên. Rồi còn con nữa chị. Cá lằn không phải. Không phải có cá lằn. Em cứ ngồi suy nghĩ hết giờ cũng được. Nó đang ở câu số 4 rồi. Đừng xuống nha. À cá bò. Chính xác. Trời. Wow ghê quá. Cá bò là cá da bò hả? Cá bò da. Cá bò da. Giờ cho Harry hỏi nè. Jin Tuấn Kiệt là ca sĩ thì chắc chắn là sẽ hay nghe nhạc. Nhưng mà có thích nghe nhạc nước ngoài luôn không? Dạ có. Có luôn. Gần đây thì em nghe nhạc của ai? Dạ của em. Ủa nhà nước ngoài hả bạn? Của người nước ngoài không, á. Nhà nước ngoài thì em nghe nhiều lắm. Nghe của Blackpink cũng có nè. Rồi Big Bang rồi. Ồ vậy hả? Nhiều... Blackpink gần đây thì có ra bài gì? Cái bài gì mà có gì? Có Jennie mặc cái áo của đội banh MU á. Rồi thì em quên tên cái tựa rồi. Quên tên hả? Em bây giờ Harry sẽ ưu ái cho Jin Tuấn Kiệt luôn. Trong MV Shutdown, Puka hát đoạn cho Jin Tuấn Kiệt nghe đi. Trời ơi, em là MP3 của Việt Nam chị. À vậy dạ. Em là gì á? Không thuộc, không thuộc. Nước ngoài chưa cập nhật. Chưa cập nhật cái cập nhật bản đó. Shutdown là phải cái bài mà nãy em mới nói không? Phải là cái bài mà... Không, cái bài mà mặc áo đó là cái bài Venom. À, Venom là khác nữa đúng không? Đúng là Shutdown chưa kịp nghe. Bài đó em thuộc á. Đó rồi, vậy liên quan tới Shutdown hả chị? Đúng rồi, nó cái bài nó kiểu nhật. Bài này thì Harry nghĩ chắc cũng nhiều người nghe mà. Campagne di comincem ca Shutdown. Kiểu vậy đó, có nghe chưa? Anh nghe rồi, em biết anh nghe rồi mà. Nói nghe rồi, chắc có. Chắc có, không biết tên. Thôi, bây giờ hỏi nha. Trong MV Shutdown, thành viên nào của nhóm Blackpink là người lái xe ô tô chở 3 thành viên còn lại? Kể tên 4 thành viên xem nào. Rose. Lisa. Jenny. Và... Tiên quên thôi rồi tao đừng nhớ rồi. Cái chị này là chị đóng phim nè. Chị cuối là chị đóng phim nè. Chị cả giờ tiên mà quên tên rồi. Jisoo. Rồi, trong bốn người đó mà ở ngoài đời nếu là bạn gái của mình thì em thích ai? Nếu mà một ngày đẹp trời. Anh hỏi câu ác thiệt có hả? Được mà, bạn gái em hả? Nếu mà chọn một người trong bốn người đó làm bạn gái mình sẽ chọn ai? Ủa không thì có tính thời gian không vậy? Không. Không tính thời gian hả? Này là nếu được chọn rồi không anh? Ủa chứ làm chứ có thiệt. Em sẽ... Nếu mà có thiệt là anh qua xua đi nữa rồi. Em sẽ chọn một là Jisoo, hai là Rose. Một trong hai thôi. Một trong hai thôi. Jisoo. Không chính xác. Ủa? Nó đang chọn người yêu mà. Vậy này. Vậy ủa? Vậy hoài á. Cái gì vậy? Nhà lại được Jisoo. Hên quá. Hên quá. Bé này ha. Jisoo là lớn tuổi nhất trong nhóm luôn á. Dạ đúng rồi, đang chị, là chị cả á. Thì đó, thích với người lớn tuổi không ha?
Thấy người ta cười trừ không mà cứ há há vậy. Người ta có nói gì nữa đâu. Tại em thấy nhìn cái chị đó nhìn chị kiểu thuần khiết á anh. Trả lời đi hết giờ bây giờ. À, nhưng mà là em loại được người rồi đúng không? Còn ba người. Đó em hỏi mấy người bên Hàn Quốc đi, em hỏi mấy người bên Hàn Quốc kìa. Lisa, Jenny, Rose. Rose. Rồi bây giờ bắt đầu thời gian bắt đầu tính 2 3. Trong một người thôi. Em đang đoán ánh mắt của chị nè, chị nhìn em nè. Không nhìn nữa đâu. Thôi em trả lời cho lẹ nè. Ok. Rồi. Jenny. Đáp án là Jenny đúng không? Đúng. Ủa, không chính xác. Cái gì vậy? Lisa. Đáp án là Lisa. Chị Hà Lu có phong cách dẫn ngộ ha. Đây là đố chữ. Cứ chiều chiều, Jin Tuất Kiệt chở Puka đi chơi thì gọi là gì? Chiều chiều, Jin Tuất Kiệt chở Puka đi chơi. Tức là hàng ngày luôn đúng không? Là ngày nào chiều nào cũng vậy đúng không? Làm gì đi mỗi ngày vậy trời ơi, đi một ngày thôi đúng không? Sao chiều nào đi chơi vậy? Đi làm đi chứ. Chiều ngày nào cũng chở đi chơi là chiều chuộng. Chính xác. Nhìn mặt An hơi méo. Hỏi tuổi theo âm lịch của An là tuổi gì? À, tuổi heo. Đúng không? Tuổi hợi. Ê gì từ nhìn mặt An hơi méo là heo mới thì rồi. Đó là tuổi hợi. Vậy thôi đó hả? Tân hợi. Tại sao? Mới là tân á. Hợi. Trả lời mạnh mẽ lên coi. Heo là hợi. Heo là hợi, mới là tân cho nên là tân hợi. Sao? Ủa đúng không? Sao vậy hay ta? À đây cho em nhìn cái tôi kể em nhìn ra ngoài đây đi. Ngồi đây hả? Mình bị thâu tóm tâm lý. Thiệt chứ mệt quá à. Có bao nhiêu loại vật trong bức tranh đám cưới chuột? Trời cái này khó quá à. Bao nhiêu loài vật hả chị? À, đám cưới chuột thì chắc có con chuột thôi. Chơi con mèo nữa là 2 con. Là đáp án chốt là... Chốt 2 con. 2 con, không chính xác. Biết tâm không nhìn. Em quay trả lời sai liền. Em qua đây có là tụi sai liền. Nhưng mà tại sao chị không nhìn em? Chị quay vô là trả lời đúng, chị quay ra là trả lời sai thôi. Có mấy con ở trong đám cưới chuột? Đám 5 con. 5 con. Đúng rồi, chuột, mèo, chim, cá, ngựa. À, quá trời con luôn ha. Kính thưa quý vị, như vậy là Jin Tuất Kiệt đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Tỷ số hiện tại là 2-0, là đội mình đang 2 và đội mình đang 0. Bây giờ nếu thua lượt này nữa là coi như là dừng cuộc chơi, cho nên bắt buộc là Lan Hương phải thắng Hoa Hậu Khánh Vân thì mới trụ lại được thêm một vòng nữa. Đồng ý không? Dạ, áp lực quá. Bây giờ áp lực. Không sao, áp lực tạo kim cương. Áp lực tạo kim cương, hay dạ. Quá. Cố lên. Cố lên. Thông báo cho hai bạn là cặp đôi này sẽ có một loạt câu hỏi, 5 câu đầu dễ. Nhưng mà từ câu 6 thì nó sẽ khó. Cho nên mình cố gắng làm sao 5 câu đầu mình phải lên vị trí thứ 5. Rồi mình rớt xuống chứ để 1, 2 rớt xuống là không lên được số 5 đâu. Dạ. Nha. Dạ. Ai lên trước lên sau ạ? Em muốn sao? Chị... em lên trước đi. Hỏi người ta kìa, hỏi tôi. Dạ. Ok. Chị lên. Vậy để em lên trước để xin bé mời. Vô nghỉ. Cố lên. Hoa Hậu Khánh Vân sẽ là người cuối cùng trong 3 thành viên. Nếu chiến thắng sẽ mang về chiến thắng chung cuộc. Còn nếu không thì chúng ta còn 1 vòng chơi nữa. Sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. 2 phút dành cho Hoa Hậu Khánh Vân. Câu đầu tiên dễ. Ngũ quả là gì? Dạ ngũ quả là 5 loại quả. Lên. Ủa dạ? Câu hỏi cho không hả? Ngũ vị hương là gì? Là có 5 mùi hương. Ừ cái đó hỏi chơi thôi. Ngũ cốc là gì? Dạ ngũ cốc là 5 loại hạt. Lên. Ngũ hành là gì? Dạ ngũ hành là kim mộc thủy quả thổ. Lên. Đúng. Dễ ha. Ôi mấy cái câu này. Ủa thiệt á hả? Ủa thì câu hỏi luôn hả? Ừ. Đây là câu đố chữ. Món bún gì dùng để leo trèo? À dạ bún thang. Lên. Trời ơi. Hồi nãy tôi đã nói rồi, 5 câu đầu sẽ dễ mà. Ráng lên. Đây là câu đố chữ tiếp theo.
anh muốn cưới em tiền vì anh mong muốn nghe gì mỗi ngày? Anh muốn cưới em tiền. Là cô đó tên Tiền. Anh muốn cưới em tiền. Muốn nghe gì? Tiền. Tiếng em cười anh. Lên. Chị Nụ, chị đi tới Linh Nụ. Tấp vào một tiệm nước ven đường khi trời đổ mưa. Chị Nụ nhìn ra bên ngoài, thấy một cây dù, hỏi chị bị mắc mưa ở vùng nào? Đố chữ. Chị Nụ. Chị Nụ gì anh vậy? Tấp vào tiệm nước ven đường để trú mưa. Trú mưa. Chị nhìn ra bên ngoài. Chị nhìn ra bên thấy ngoài. Một cây dù. Thấy một cây dù. Hỏi chị ở khu vực nào? Ở vùng nào? Ở vùng nào? Chú mưa dù ô. Ngoại ô anh. Lên. Khánh Phật. Câu này dễ nè. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm 4 chữ cái? 4 chữ cái hả anh? 4 chữ cái hả? Em biết. Thì trả lời đi. Từ. Dạ, 4 chữ cái. Vinh. Vinh, lên. Ai biết thành phố nào có 3 chữ cái? Huế. Đúng, chính xác. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm 4 từ? 4 từ. Thành phố. Em cũng nghe. Dạ biết. Em cũng nghe. Thành phố chứ không phải tỉnh nha. Thành phố. Dạ. Chắc đang nghĩ là Bà Rịa Vũng Tàu phải không? À đúng rồi, sai rồi. Từ để suy nghĩ tiếp nha. Không phải Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh. Dạ. Phan Rang. Có 2 chữ. Tháp Chàm. 4 chữ chính xác, lên. Em nghe rồi. 2 cái nữa. Vâng. 10 câu Vân ơi. Nè câu này. Câu này khó nè. Câu này mà cỡ tôi trả lời cũng không được luôn. Nhưng mà tôi sẽ đọc một cách dễ nhất có thể. Nếu banh. Banh. Banh là trái banh đó. Trái banh. Nếu dạ. Banh là ball. Ball. Là B-A-L-L. Dạ là rồi. Từ tiếng Việt dịch của tiếng Anh. Dạ. Vậy thì anh. Là anh, là anh trong trái banh. Là chữ gì? Anh trong trái banh là gì? Thường thì người ta nói là anh cho em được suy luận được không? Tôi đọc quá dễ rồi đó. Tôi quá đọc dễ. Rất dễ luôn. Đơn giản thôi. Anh trong. Nếu banh. Trái banh là bon. Nếu banh là bon. Bon. Thì vậy anh là gì? Dạ anh là on. Lên. Khánh Phương. Bây giờ có câu điền vô chấm chấm. Câu này á là nghe cho kỹ là tôi chỉ đọc một lần bởi vì thời gian nó sẽ. Đừng có đọc cái câu buồn ngủ gặp chiếu manh nữa nha. Đừng cây dao tục ngữ anh ơi, đừng cây dao tục ngữ, đừng. Cái này là câu thả thính. Có hay đi thả thính không? Dạ. Cố lên, cố lên. Dạ, không. Có. Tập trung đi. Cố lên nào, tập trung. Cho nên thả thính là chúng ta chỉ tính về thả thính thôi, không tính về quy luật của chính xác ABCD ha. Dạ. Mà chỉ đọc một lần thôi nha, đọc lần thứ hai nó hết giờ nha. Anh, tức là chủ thể đó. Anh. Anh ước tình ta như số 3579 vì sao? Trời ơi. Ủa, muốn ai biết hả? Dạ biết. 3579. Dạ biết cái thả thính này. Anh ước tình ta như 3579. 3579 vì sao? 3579 vì có thể chia đôi. Vì có thể chia đôi. 20 triệu đồng. Tức là thực ra là mình chia đôi là nó sẽ có lẻ hoài luôn. Cho nên không thể chia đôi một cách sòng phẳng được. Nó lẻ hoài luôn. Dạ. Con xin phép đón hoa hậu không? Trời em luôn quá, cái giỏi quá luôn. Cái giỏi quá luôn. Chứ sao vậy cũng được. 20 triệu. Chị ơi, có chàng sữa. Ta nhớ là trước đây là Khánh Vân đã có một lần lên tới số 9 rồi. Trời ơi em rung rồi. Và gặp cái câu là buồn ngủ gặp chiếu manh. Dạ, là hoàn toàn không biết câu đó luôn. Dạ lên tới số 9 gặp chiếu manh rớt xuống đó. Trời ơi, lấy cây dao tục ngữ cái em xỉu liền. Khánh Vân đã lên vị trí thứ 10 liên tiếp. Và đây 20 triệu đồng sẽ thuộc về cá nhân Khánh Vân. Yeah. Cô ca ơi,
Dạ. Hồi nãy em có nói gì về Khánh Vân á, giờ em có muốn nói gì không? Cảm ơn chị nhắc lại nha. Hồi nãy Khánh Vân có nói là vì muốn chuộc cái lỗi đó cho nên cố gắng lấy 20 triệu để đãi mọi người đi ăn. Dạ. Đúng không? Có không? Dạ. Dạ. Dạ có. Dạ có. Mời mọi người hay là một mình em ăn hết? Dạ, em mời em mời cả đoàn mình. Hỏi cần nhạy cảm đi. Em mời cả đoàn mình luôn. Chửi người ta, một mình em ăn hết. Thật ra may mắn là nhờ ba độc quá. Nói vậy giống như chửi không, không phải. Chị có giúp em hả? Ý là một lát nữa chị nhấn như là ba em á. Chị nhấn vậy á. Dạ. Nhưng mà quan trọng là chị đừng có nhìn người ta. Chị đừng nhìn ta nha. Nhìn người ta. Chị nhớ nhìn ra phía trước nha. Chị vẫn, chị là cái gu MC hờ hững. MC quay mặt với khách mời. Chị tại đây á. Chị vẫn vậy nha. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của Lan Hương. Đi số. Đi về. Chết rồi. Dạ. Bây giờ em thấy vỗ tay lớn quá. Bọn chúng lên tới câu thứ 10 lần. Ôi trời. Em ngất xỉu ở đây quá. Mà bộ đề này khúc dưới dễ lắm mà em. Dễ rồi, tâm, dễ, dễ. Nhưng mà dễ thì đâu có câu số 11 đâu anh. Đúng rồi. Mình bằng. Dạ. Bằng cũng thua. Hay thôi mình đỡ mất thời gian của chương trình. Thôi cho em lên đi. Anh em lỡ trang điểm hết. Lên đi, tôi hỗ trợ cho. Lên. Dạ. Em cảm ơn chị. Chơi cho vui thôi em. Chơi vui thoải mái thôi. Kính thưa quý vị, Lan Hương đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu dễ thôi cho nên em thoải mái nha. Dạ. Rồi, câu hỏi bắt đầu. Ngũ quả là gì? Ngũ quả là năm. Năm quả. Năm quả. Ủa phải kêu đếm. Ủa phải kêu đọc năm quả là được rồi. Năm quả. Trời ơi, quả. Chính xác. Ngũ cốc là gì? Ngũ cốc là năm loại hạt ngũ cốc. Đúng rồi, chính xác. Ngũ hành là gì? Ngũ hành là núi. Là năm. Năm ngũ hành. Ngũ hành là gì? Là năm cái núi. Năm cái núi. Khoan. Thế em từ đây em nghĩ mạng ra. Mạng gì, mạng gì? Dạ. Mạng gì? Em thổ. Thổ là kim mộc thủy hỏa thổ. Chính xác. Rồi, bún gì dùng để leo trèo? Bún thang. Chính xác. Đây là đố chữ. Dạ. Anh muốn cưới em Tiền, tên là Tiền á, vì anh mong muốn nghe gì mỗi ngày? Dạ. Anh muốn cưới em Tiền. Cưới em Tiền. Có nghĩa là anh muốn nghe. Tiền là tiền á hả chị? Tiền. Tên rồi, tiền. Cái người tên đó, tiền á. Tuyền hay là tiền? Tiền. Tiền. Anh tiền. Muốn cưới em Tiền để nghe. Nghe kiểu thả thính á em chứ đừng có. À là thả thính hả chị? Tiền là tiền á. Cưới em Tiền. Nó ngược tiếng lại. Em cười. Chính xác. Tiếng đồng hồ. Rồi, câu này em lắng nghe nha. Chị nụ tấp vào một tiệm nước ven đường khi trời đổ mưa. Dạ. Chị nhìn ra bên ngoài thấy có một cây dù. Hỏi chị bị mắc mưa ở vùng nào? Nhìn ra bên ngoài thấy có một cây dù. Chị mắc mưa ở vùng nào? Tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh. Tôi có căn nhà tranh. Lộ liễu. Tháng ngày sống riêng một mình. Là vùng nào là một cái địa danh luôn hả chị hay sao hay là đối chữ? Tôi có căn nhà đối chữ. Thôi đi. Được rồi. Ô ngoài. Vùng ngoại ô. Chính xác. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm 4 chữ cái? Không nhắc nữa nha. Thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm 4 chữ cái? Thành phố 4 chữ cái là nó phải ngắn đúng không anh? Chữ cái hả em? Thành Huế là 3 chữ. Đúng rồi. Ra nữa, sắp tới đã ra nữa. Ra không nhắc mà. Ra ngoài này. Ủa không nhắc mà. Thành phố Vinh. Chính xác. Rồi, thành phố nào ở Việt Nam có tên gồm 4 từ? Đây là 4 từ. 4 từ. Thành phố tên có 4 từ. Thành phố Quy Nhơn. Thành phố Cần Thơ thì 2 từ. Thành phố trời ơi. Bánh căn ở đâu bán nhiều? Bánh căn á anh. Bánh căn Quy Nhơn, Bình Định. Thành phố bánh căn nhiều lắm anh. Đà Lạt cũng có, Nha Trang.
Góc lợn. Khá rồi. Trời ơi, em sợ mấy câu địa lý quá. Đáp án là Phan Rang, Tháp Chàm. Hỏi địa lý. Kính thưa quý vị, như vậy là Lan Hương đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Thôi nói chung vậy là cũng vui rồi. Chuyện gì đến đã đến. Xin mời. Đội mình có vẻ là không có gọi là đúng chuyên môn về câu hỏi của đợt này, cho nên mình không thể nào trả lời nhiều bằng đội bạn. Cho nên mình sẽ dừng lại và ra về với phần thưởng là 15 triệu đồng. Còn đội chúng ta hiện tại đã có một tấm vé vào chung kết rồi, chắc chắn điều đó. Còn bây giờ sẽ bước vào vòng đặc biệt, nếu chiến thắng mang về 80 triệu đồng. Xin mời. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể nhận được 80 triệu đồng. Quá đơn giản. Ở vòng bán kết này, thời gian là 60 giây. Đánh giá của chương trình sơ bộ là dễ, bởi vì đây là những người chơi đã từng chơi rất nhiều lần và có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Ui, dễ ẹt. Thiệt không? Câu này đã từng hỏi những người chơi khác rồi anh. Có rồi. Dạ, nhưng mà người ta có thắng không? Không. Ủa? Là dễ chưa? Là với người ta thôi, còn với mình là đội đang có sung sức mà. Đúng rồi. Dạ thôi, tới đâu thì tới ạ. Dạ. 60 giây. Tới luật okay. Chơi vẫn như cũ, bắt đầu từ Khánh Vân. Dạ. Có thể có quyền nhắc nhau, đừng giành lượt. Dạ. Chúng ta sẽ có 60 giây và mang về cho chúng tôi 20 loại trái cây trên một hạt. Sầu riêng. Táo. Đu đủ. Thanh long. Sầu chê. Sorry. Nho. Bòn bon. Mãng cầu. Bòn bon. Trái mây. Trái mây. Măng cụt. Măng cụt. Cái gì đó. Chanh dây. Chanh. Trái chanh. Cam. Tắc. Cam. Bưởi. Bưởi. Quýt. Trùm ruột. Ủa cái gì? Dưa hấu. Cái gì vậy? Trái quýt. Quýt rồi. Quýt, quýt. Rồi. Vạ. Ơ cái gì? Nhanh. Từ từ. Mận. Hết giờ. Như vậy là 60 giây đã trôi qua thật là nhanh. Các bạn nghĩ dạ. Mình đoán trúng được bao nhiêu đáp án? Mấy chú bao nhiêu đáp án nhưng góp ý chương trình cái được không? Mai mốt gần hết giờ đừng có bỏ cái tiếng tách vô được không? Khi nào mà hết giờ cái nói hết là ngưng thôi. Chứ mà tách cái bị cuốn cuồng theo cái tự tách đó. Cái không suy nghĩ được gì hết đó. Đúng rồi, mình bị rối theo. Mình nghĩ mình đoán được bao nhiêu đáp án chính xác? Dạ tầm 18 trái. Các bạn mang về được tất cả là 19 đáp án chính xác. Trời ơi. Thiếu trái dâu hay là trái gì đó là vú sữa chẳng hạn cũng nhiều nữa. Nhưng mà đừng có bỏ tiếng tách tách thôi, con không có tiếng tách tách đó là nhớ là được 2-3 trái nữa rồi. Như vậy là rất tiếc, chỉ thiếu một cái trái gì đó, trái dâu hay là trái vú sữa hay là trái hồng. Nhiều lắm nhưng mà tại vì áp lực thời gian không có nhớ nổi. Mình tâm lý, mình đang đứng cho nó tâm lý lắm anh. Nhưng thôi, vậy là cũng quá dữ dội rồi. Mùa này ai chơi lại, không chừng kỳ này vô địch luôn á. Theo tôi dự đoán á. Thiệt, ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng ở vòng đặc biệt, nhưng chúng ta vẫn có vé vào vòng trong. Và dĩ nhiên, riêng buổi tối hôm nay chúng ta mang về 18 triệu đồng tiền thưởng. Và Khánh Vân có một giải thưởng đặc biệt 20 triệu đồng. Quá giỏi. Giải thưởng thành cho cá nhân. Và cảm ơn, chúng ta sẽ chờ đợi. Về nhà chuẩn bị nhan sắc, quần áo, đừng mặc đồ sai nữa. Đừng có đặt đồ từ một tháng trước. Dạ, rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm, đi mua cho lẹ. Dạ. Để mà còn... ai nấy mua không? Đúng rồi. Để còn tâm trí mà dồn sức cho đêm chung kết. Và thưa quý vị thân mến, chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong đêm chung kết của chương trình Nhanh Như Chớp.
Wow. 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 Ôi, cao đi. Wow. Ba ơi. Cái khung này mà bắt chung á là ba có nửa cái mặt á. Đám mây chiều hôm qua không giống đám mây của chiều hôm nay. Thôi đừng. Ai đâu muốn nói hai chấm đúng giờ. Em như con cáo, anh như chùm nho xanh, tim còn trẻ và đẹp nhưng không dành cho anh. Dạ. Yeah.